mừng các em fan đã quay lại với kênh Chú Chó Đi Hai Chân Xui Sọt và Ba Mấy Bảo. Hôm nay anh Sen muốn thử thách bé Thảo cả nha. Tại vì á bữa giờ á bé Thảo, anh Sen thấy là bé Thảo có đi tập võ nè, rồi có đi tham gia các hoạt động ngoài trời, nên anh Sen thấy là bé Thảo rất là khỏe mạnh và thông minh luôn. Bây giờ á là anh Sen phải ra một cái thử thách để có thể là kiểm tra bé Thảo xem bé Thảo có giỏi hay không nha cả nha. Bằng cách là sao? Bây giờ anh Sen sẽ tự chói anh Sen lại, xu lại, bong lại. Sau đó anh Sen sẽ lấy điện thoại, anh Sen gọi cho bé Thảo và thông báo cho bé Thảo là hiện tại anh Sen cùng với Su Vong đã bị người lạ bắt chói tại nhà rồi và cần bé Thảo lên trợ giúp cởi chói đó. Nếu trong vòng 5 phút mà bé Thảo không cởi chói kịp thì coi như là anh Sen sẽ bị kẻ xấu tiêu diệt đó. Kẻ xem là bé Thảo có thể sử dụng được khả năng của mình để cởi chói cho anh Sen với Su Vong hay không nha. Hỏi Su đã. Su, theo Su á là chị Thảo có thể cởi chó được cho ba anh em mình trong vòng 5 phút không? Được đó. Bao nhiêu phần trăm là Su tin tưởng về chị Thảo làm được? 100% cả nha, ghê không? Còn Bông, Bông ơi có tin chị Thảo không? Có tin cả nha. Ok, vậy thì bây giờ anh Sen sẽ bắt đầu chói các thành viên lại để gọi điện thoại cho bé Thảo, làm như là một cái hiện trường là bị người xấu chói lại nha cả nha. Bây giờ bắt đầu anh Sen sẽ giả bộ chói Su lại nha cả nha. Đó, chói giả bộ thôi, không cần phải chói thiệt đâu. Đó, được rồi, đó. Rồi, chói Su lại. Anh Sen chói rất là nhẹ luôn, không hề chói mạnh đâu. Tại vì anh Sen á chỉ muốn thử bé Thảo thôi, chứ không có phải là chó thiệt cả nha. Đó, chói rất là nhẹ. Rồi, làm im đó. Rồi, đó cả nha. Đó, hiện tại là Su đã bị chói xong rồi nha. Rồi, thịt Su nằm vào đây. Su nằm đó. Rồi, tới cục thịt Bông. Bông nằm xuống. Bông nằm im đó. Bông nằm im. Lạc tay vô mắt em luôn. Bông nằm im. Bông nằm xuống. Su nằm im đó. Rồi, Bông đưa tay đây. Anh chói nhẹ mà anh đâu có chói mạnh đâu. Anh làm gì xìu quá. Rồi, rất là nhẹ luôn. Ok, rồi nằm im xuống. Rồi, nằm xuống. Rồi, bây giờ là tới lúc anh Sen nha. Được rồi cả nha. Bây giờ tới lúc anh Sen thì anh Sen cần một sự hỗ trợ của một em fan để có thể chói anh Sen lại, chứ giờ mình anh Sen chói thì dễ quá. Vô đây cu. Đây. Nằm xuống. Rồi, bây giờ em có thể chói anh một cách thoải mái, thích làm gì làm được chưa? Rồi, chói đi. Chói đi. Đây cả nha. Ừ, chói đi. Cuốn cây lại, cuốn vòng tròn luôn, cuốn tròn luôn. Cuốn đi. Ừ, rồi đó, đây nè. Rồi, kéo ra, các bạn ra. Rồi, cuốn đi. Cuốn chào luôn. Cuốn chào luôn. Chào đi. Kéo mạnh lên. Rồi. Kéo mạnh lên. Rồi. Sao mày kéo? Ừ, đó đúng rồi, kéo mạnh ra rồi kéo. Đó, đúng rồi. Đó. À. Chị kiếm nó được. Chị kiếm nó được. Chị kiếm nó được. Rồi, cháu quay đây luôn. Ừ, đúng rồi. Yeah. Rồi, anh đứng dậy cho cháu luôn nè. Rồi, cháu đi. Cháu nhìn thích coi cháu nè, cháu ơi. Anh này gỡ đây nè, gỡ ra. Đây đó nè. Em thấy cái... Em thấy cái... Em mấy cái nói câu trước câu này mẹ thôi. Ờ, uống đây, uống đây, uống đây, uống theo uống. Chứ ai có chặn gì đó về mấy câu khác hả? Đây cả nha. Rồi, trả đi. Trả chân luôn không? Trả chân không? Trả chân luôn. Xuống làm một cái chân luôn. Ở uống đây. Ra đây. Lên. Có cái nghe nhạc anh có cái gì anh nghe nhạc.
lần nghe một bài nhạc là anh được 20.000. Thôi thì em giới thiệu cho anh giảng nữa. Ok cả nhà, hiện tại là anh Sen đã bị chó rất là chặt luôn. Cùng với Zoom với Bông rất là chặt. Bây giờ là anh Sen sẽ lấy điện thoại gọi cho chị Thảo lên để giải cứu. Em lấy cho anh điện thoại em. Đây, 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 đây cô, đây. Rồi, đưa lên lỗ tai cho anh. Đưa lên lỗ tai cho anh. Alo, Thảo hả? Anh hiện tại là đang bị người xấu chói cùng với Su Bông rồi. Đây, Su nằm đang nằm cạnh ở phía dưới anh đang bị chói nè. Đây để nghe, ông không buồn. Đúng rồi. Bây giờ người xấu thông báo là Thảo có 5 phút để giải cứu anh. Nếu mà sau 5 phút Thảo không giải cứu anh được thì bom sẽ nổ. Thảo có làm được không? Được hả? Ok, lên nhà anh nhanh nha. Ok, rồi. Chạy nha. Biết Thảo hiện tại là đang chạy lên để giải cứu anh Sen cùng với Su Bông. Thì liệu rằng biết Thảo có giải cứu được hay không thì mời cả nhà đón xem nha. Ok mọi người nha, mình đã nhận được một tin khẩn cấp là anh Thắng với Su Bông bị kẻ xấu chói lại mọi người, mà trong vòng 5 phút là gọi chói cho anh Thắng với Su Bông, nếu không thì bom sẽ nổ mọi người. Đi vô. Alo, đây anh đây. Anh Thắng đã bị người xấu chói đi rồi. Bây giờ người xấu kêu là phải không dùng tay dùng gì hết. Đúng rồi, phải dùng tay cởi chói. Sao chị Thảo làm được không? Để cho nó nói sao. Hãy cố lên, cứu anh Sen. Rồi bà Thảo nói gì nữa kìa. Trời ơi, chuyện này đơn giản quá. Rồi vô đây cởi cho anh trước. Không, em cởi cho anh. Ừ, rồi cởi cho xuống không đi. Bấm thời gian rồi, thời gian nữa con. Sao người nào mà có thể đánh bại được Su Bông anh Thắng mọi người? Vậy sao? Cởi cho nhanh lên, cởi cho anh nè, mấy phút rồi. Bấm vô. Thì hiện tại là 4 giờ 3, còn có 4 phút 30 giây thôi. Ok, rồi. Cả nhà ơi, biết Thảo đang cố gắng cởi chói kìa. Cởi chói cho Bông nhanh đi. Được không? Cái băng keo gì mà nó cứng quá anh. Vậy hả? Còn bao nhiêu phút vậy cả nhà? Có biết Thảo đã giải chói Su Bông. Xong tới lượt anh xe chắc bom nổ xe. Thôi chứ mọi người nha, nếu không thành công thì mình sẽ ép Su Bông đi trước. Còn anh Thắng thì mình để lại. Còn có 4 phút à. Trả lời, còn cái chân của Bông nữa. Xong chưa, cái chân kìa. Chưa. Nhanh đi, cứu anh Sen. Đâu. Bây giờ mày cả nhà ơi, nó cởi chói xong chứ anh Sen bị bom nổ tiêu luôn. Sao rồi. Trời ơi, cái chân cái chút xíu mà nó chạy gỡ chói chưa xong. Anh Sen thì chắc là khi nào nó mới cởi chói xong. Thông báo cho chị còn bao nhiêu phút? Đây, còn 32 phút. Còn 3 phút 21 giây. Ok. Ok. Thôi. Anh đứng dậy. Anh đứng dậy sao được. Bây giờ cởi chói ra đây. Cởi từ đây chứ. Mày cởi chói sao chặt nút vô đây không vậy? Trời ơi, ai đâu quá? Trời ơi, ai đâu mà? Trời ơi, con này cứ quá. Còn bao nhiêu phút? Quay cho mọi người coi. Rồi, nhanh lên. Cởi chó đi, còn bao nhiêu phút? Còn bao nhiêu phút? Bao nhiêu phút quay cho mọi người coi. Cái gì, quay ra phía trước. Còn bao nhiêu, đưa anh coi coi. Cứu anh đi. Cứu anh với, bom nó nổ anh xin. Còn bao nhiêu phút? Đâu đâu, từ, đưa anh nhắn. Đây nè mọi người. Còn 1 phút 43 giây, nhanh lên Thảo ơi. Cố gắng lên. Cả nhà ơi, con nói xong rồi cứu anh để cho nó nhà. Thảo ơi, cứu anh đâu. Chị Thảo bây giờ không. Chị Thảo ơi, cho anh chứ không nổ bom luôn cả chị Thảo á. Chết rồi mọi người, giờ còn nhiêu đây hả? Chết rồi.
Không á là coi như là kẻ xấu đã thành công gọi là kích nổ bom rồi cả nha. Trời ơi, còn xuống đây. Còn xuống. Thảo. Dạ. Đúng luôn cả nha. Anh Sen đặt niềm tin vô bé Thảo là quá hợp lý luôn. Cả nhà thấy ghê không? Chỉ trong vòng có mấy giây thôi mà bé Thảo đã có thể cởi trói cho ba hành vi luôn. Em thấy bé Thảo sao? Cực kỳ là giỏi. Đúng luôn rồi. Sao em nói gì? Bé Thảo chị Thảo sao? Chị Thảo cực kỳ giỏi. Đúng luôn. Xuất sắc luôn phải không cả nhà? Dạ không ấn hộ Thảo. Em chấm chơi vô hạn điểm luôn. Vô hạn. Sao Thảo anh hỏi đi, Thảo nói với mấy em Vani lý do gì mà Thảo có thể cởi trói nhanh như vậy được? Lý do gì cởi trói nhanh? Đúng rồi. Nè, mình để liên liền nó tay của mình. Để mình là học bỏ cả nha. Học bỏ về liên quan tới tính mạng. Tính mạng nữa, ồ ghê. Ồ, cả nhà thấy không? Cả nhà thấy chị Thảo chưa? Chị Thảo nhìn vậy thôi á, chị thấy chứ chị Thảo giỏi lắm. Hôm bữa giờ chị Thảo đi học bỏ mà. Thảo có thể đứng học trò đứng đánh coi. Thảo không gọi vào đứng đánh bài cho mọi người cho coi đi chứ. Bữa giờ là mọi người cũng muốn biết là Thảo học trò tới đâu rồi đó. Rồi, đứng làm biểu diễn bài đi. Tính tào lao người ta nói à. Không ai nói đâu. Đứng lại đi. Tào lao cái gì, học giỏi đánh học sao đánh vậy chứ. Rồi đứng đi, học sao. Cái gì vậy? Một. Một. Đứng tấn, đứng tấn sao, đứng tấn sao. Đứng đi nè. Đứng, đứng đây học bỏ sao. Đây, 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 đây. Em bữa giờ học bỏ, biết học bỏ không? Hình như em còn nhớ mấy bài. Rồi đừng nhớ, nhớ thì làm đây cho chị Thảo coi. Đâu rồi? Rồi coi coi nè, con em nè. 1, 2, 3. Rồi sao nữa? Đù. Ghê chưa? Rồi đá chân sao? Đá chân sao? Đá chân kia. Rồi đưa chị Thảo cho chị Thảo lại coi coi. Đưa chị Thảo đi. Cả nhà đây, đây là những cái bài cơ bản mà mấy em fan có thể tập theo để tự vệ nha. Đó, ghê không? Đá chân. Đây đó. Rồi, giờ tới lượt sâu. Sâu. Đây. Nhớ cho một tập sâu để học bỏ rồi. Đá. Cứt sao vậy? Cục cứt trời. Đó thì ok cả nhà. Đó thì ok cả nhà. Hôm nay là nhờ cái công rất là lớn của bé Thảo và em fan này hỗ trợ cho anh Sen thì anh Sen mới có thể thành công thoát khỏi tay kẻ xấu nha cả nhà. Thì mấy fan mà thấy chị Thảo với lại em fan này giỏi á thì nhớ nhấn like share để ủng hộ cho mấy fan có thể giải cứu được anh Sen nhiều hơn nha cả nhà. Ok, xin chào gặp lại các em fan ở những clip tiếp theo.